Bầu trời vô não chi địa. Làm sao đây? Chúng ta vẫn ở lại đây sao? Thần niệm tỏa ra. Ta không tin. Thần niệm tỏa ra. Tiên thiên linh quả lỗ rồi. Chẳng lẽ tiên thiên linh quả này không thực sự? Tiên thiên linh quả này không có thực thể, mà là khi hái xuống sẽ biến thành ấn ký hòa vào cơ thể ta. Đừng để hắn chạy, bắt hắn giao cho Thánh Ninh cũng vậy thôi. Không đến mức đó chứ, mất quả là đòi mạng ta. Dương huynh đắc tội rồi. Phương huynh mới phải cẩn thận. Kim Mô thúc ngật. Còn ai muốn được chỉ giáo nữa nào? Giờ ngươi đã có được tiên thiên linh quả, chúng ta đều phải chết hết. Tuy chiến lực của ngươi vô song, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nhiều người bọn ta. Vị sư huynh này giờ dừng lại không phải là vì tranh giành sống chết, mà là muốn thương lượng với mọi người. Tuy ta không biết vì sao tiên thiên linh quả lại hóa thành hoa văn, nhưng chắc chắn đây là thứ các thánh linh cần. Nếu ta tính không nhầm, thì nếu có một người đánh chết được ta, hoa văn này sẽ chuyển lên người người đó. Không phải tên này bị ngu rồi đó chứ? Chuyện này cũng tùy tiện nói ra được. Nhưng nếu các ngươi đánh chết ta, thì cũng là các ngươi đánh chết chính mình. Với lại nếu ta muốn đi thì các vị cũng không cản được. Bọn ta biết ngươi giỏi quy luật không gian, nếu muốn đi thì đã đi từ lâu rồi. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Dương Khai có lời mau nói, có dám mau thả. Ta chỉ muốn cho chư vị một con đường sống. Tiên thiên linh quả chỉ có một, giờ nó đã vào tay ta. Chư vị muốn cướp thì chỉ có cách là đánh chết ta, nhưng cũng hơi khó đấy. Nhưng ta có thể giúp chư vị thoát khỏi sự tìm kiếm của Thánh Ninh. Chỉ cần mọi người đồng ý thì tất cả sẽ được sống. Vật này đổi lấy huyền giới châu, bên trong có một vùng đất trời, có thể chứa được vật sống dưới khai thiên cảnh. Nếu như chư vị tin ta thì hãy vào trong thế giới này lánh nạn. Làm vậy có lợi ích gì cho ngươi? Ngươi muốn có được cái gì? Nếu nói là lợi ích gì thì có thể là kết thúc trận chiến đoạt ninh này. Với lại chư vị vào trong huyền giới châu sẽ không ra ngoài rêu rao ta có được tiên thiên linh quả, cũng có thể là tranh thủ chút thời gian để ta thoát chết. Ta tin Dương huynh, trận chiến đoạt ninh này ta sớm đã kết thúc rồi. Ta tin người, cách hành xử của Dương huynh ta có thể tin. Dương sư huynh tính cả ta nữa. Dương sư huynh đại nhân đại nghĩa, thanh cao trong sáng, không tính toán chuyện cũ, cũng muốn cho chúng ta bình an ra ngoài, các ngươi còn do dự chuyện gì? Bỏ đi, cũng không còn cách nào khác nữa. Lối ra vào vô lão chi địa. Ra rồi, hóa ra lúc linh quả có chủ, cũng là lúc vô lão chi địa đóng cửa. Tốc độ nhanh quá, những thánh linh đó đã bắt đầu tìm chúng ta rồi. Phải đi từ từ, tuyệt đối không thể nào để chúng phát hiện. Tìm thấy thiếu gia chưa? Chưa, sợ là tiểu tử đó nành nít dữ nhiều rồi. Nguyệt Hà cô nương đừng lo, đại nhân Hồng Vận Tề Thiền chắc chắn là sẽ không sao. Chắc là có chuyện gì đó làm lỡ chuyện thôi. Là hơi thở của tiểu tử đó. Người chịu tải của ta đâu? Mẹ kiếp, đám thánh ninh này điên hết rồi ơ. Quả nhiên là ngươi trốn ở đây. Quả nhiên chúng ta đã tìm thấy rồi. Không đúng. Sao vậy? Chúc Kiểu Âm ngươi bị ngu rồi sao? Đằng sau có người đi theo cũng không phát hiện ra. Lão tử xém bị ngươi hại hết rồi.